Đây nè, muốn chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau nè, phương pháp một là dùng lại cái kiến thức của hình học phẳng, được chưa? Ví dụ như tam giác vuông nè, tam giác vuông đó, thì góc này góc vuông, hiểu đó. Ví dụ như định lý beta, ta gò đảo bình phương hàng này bằng hai hàng này cộng lại bình phương thì này là góc góc vuông, hiểu thấy chưa? Hoặc trong tam giác đề cân, tam giác cân tại A nha, cái đường này là đường trung tuyến, AH là đường trung tuyến nha, thì suy ra nó cũng là đường gì? Đường cao, hiểu. Đó là liên quan tới hình học phẳng. Còn lên lớp 11 rồi mình sẽ học thêm một cái kiến thức, muốn chứng minh hai cái đoạn thẳng, ví dụ hai cái đường thẳng A vuông góc với đường thẳng B thì ta dùng gì? Tích vô hướng của nó bằng bằng không. Xong, hiểu ý không? Bắt đầu vô bài tập. Là giải bài nào, muốn bài nào, bài A hay bài B hay bài C? Ví dụ bài A trước nha. Thấy vector AB không? Thấy vector thấy đoạn AB không? Thấy đoạn B phẩy C phẩy không? Bắt đầu nhìn vô. Đây, đây. Đây, đây, quá dễ. Đây, đây, quá dễ nè. Lại dùng cách thứ nhất nha. Cách thứ nhất, cái đoạn này mà chưa học đường đường vuông với mặt chưa? Chưa, vậy mình dùng cái vector, tại vì hàng này nằm trong mặt phẳng này, hàng này nằm thôi, vậy là thôi dùng phương pháp hình học phẳng trước đi. Cái đường này có vuông đường này không? Có, lý do tam giác hình này là hình cái gì, hình chữ nhật, b phẩy c phẩy nè, vuông với b phẩy a nè, do hình chữ nhật mà đấy là hình chữ hình vuông, ok chưa? Tiếp tục, đoạn này với đoạn này như thế nào? Vuông ra gì? Đoạn này với đoạn này song song, vậy suy ra đường này vuông với đường này, quen không? Cách thứ nhất. Cách thứ hai thì mình dùng tới vector, ví dụ như vector tính cos đi, cos vector AB với lại vector B phẩy C phẩy bằng y chang nãy, vector AB tích vô hướng chia độ lớn đó, rồi tới đây tự làm được chưa? Là chứng minh nó ra bằng không. Đúng rồi, chứng minh nó ra bằng bằng không thì nó sẽ là vuông góc, hiểu không?